Bây giờ mình sẽ ra bếp để mình chiên bánh xèo nha Bây các giờ bạn. Sẽ vào bếp để mình chiên bánh xèo nha các bạn. Để cho hai muỗng dầu vào rồi cho dầu nóng. Bây giờ là rồi. Dầu trong chảo đã nóng rồi. Thì con sẽ làm gì nhỉ? Thì con sẽ đổ bột vào. Rồi, con lấy muỗng con múc con đổ bột vào đi nào. Con tráng một lớp mỏng ở trên chảo nhé, một lớp bột mỏng ở trên chảo nhé, đến lúc nào mà à, mình sẽ lần lượt cho tôm thịt vào đúng không? Thịt trước. Ok. Rồi, con lưu ý là cái chảo nó nóng nhá. Cứ để giải thịt đều ở trong chảo đi. Nhớ là giải thật đều nhá. Giải thật đều xung quanh. Thì chứ đừng để gom vào một chỗ. Đủ rồi đó. Một miếng nữa là đủ rồi. Ok. Đủ rồi mẹ ơi. Thì rồi xong đến gì nữa nhỉ? Tôm. Đây, tôm đây. Con sẽ bỏ tôm và dính bột trước. Chấm bột vào. Ok. Giải đều ra các giải đều xung quanh. Ôi này cái gì vậy? Sao nó đúng lên nhỉ? Rồi không sao cả. Tại vì đang nóng làm cho bột nó phồng lên đấy mà. Rồi, sau đó là con cho nấm đúng không? Đây, nấm đây bạn ơi. Nấm là chín giữa. Cất cả các bạn ăn. Nấm mình cũng trải đều ra xung quanh nhé. Để tí nữa là bốn góc thì đều có đầy đủ các cái nguyên liệu ở trong đó. Đúng không? Nấm này vòng tròn vậy đó. Rồi, ok. Đúng rồi. Cái giá. Ồ, đó hả? Em nhớ rồi đấy, đúng rồi. Giá này. Chích tôi một cái rồi đi. Để hết luôn. Ok, mình nghĩ là cho hết luôn cũng được đấy. Hết rồi. Rồi đó mẹ. Bây giờ thì Ben sẽ làm gì nhỉ? Mẹ đâm nắp lại. Đậy nắp lại ha. Và chờ ít phút cho bánh chín đúng không con? Đúng rồi. Bỏ tay bỏ chân quá. Nhưng mà lát nữa mình sẽ được ăn món bánh rất là giòn, rất là ngon đấy. Cậu Tuấn có vui không? Vui. Lên nhé. Rồi, con sẽ chờ một tí xíu để cho bánh nó giòn rồi mình sẽ chở bánh lại nhá. Thôi được rồi con, đủ rồi. Dầu như vậy đủ rồi, đừng có đổ vào giữa mà đổ ra xung quanh á. Rồi, đấy, tấm mất lại bánh chín giòn trong chảo rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha.
Cùng thì món bánh xèo giòn tan của bạn Phước Thuận đã xong rồi. Bánh xèo là một món ăn rất giàu chất dinh dưỡng. Phước Thuận có thể cho mẹ biết là giá trị dinh dưỡng của món bánh xèo như thế nào không nhỉ? Bánh xèo có những chất dinh dưỡng gì thế con? Tiên đồ, sốc béo, rau xanh, Và dê béo, chất đạm nữa đúng không? Rồi, bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món bánh xèo cùng với gia đình Phước Thuận nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui.